Hello, xin chào các bạn nha. Thì các bạn đang thấy đây là một cái cục USB là cái bộ lưu trữ điện trong cái trong máy tính. Thì cái cục này á hiện nay trên thị trường nó có rất là nhiều, chúng ta rất là dễ mua. Ưu điểm của nó là hiệu suất khá là cao. Hiệu suất chuyển đổi từ 12V lên 220V khá là cao. Nhưng mà cái nhược điểm của nó là cái điện áp đầu ra của nó bạn. Thì nó lại là sóng vuông. Là sóng vuông các bạn. Mà sóng vuông thì nó hạn chế rất là nhiều. Với sóng vuông như thế này thì chúng ta chỉ có thể sử dụng được với các loại tải như là bóng đèn LED nè, TV, máy vi tính, sạc điện thoại hay đại loại là những cái thiết bị mà sử dụng điện một chiều. Còn đối với những cái thiết bị tải cảm ví dụ như quạt, motor thì chúng ta không sử dụng được. Tại vì sóng vuông mà khi sử dụng với các thiết bị đó thì nó sẽ rất là nóng, nóng thiết bị. Và nếu chúng ta chạy lâu thì nó sẽ hư luôn cả thiết bị nha các bạn, nó cháy luôn. Cháy quạt, cháy motor các kiểu luôn, nó không có ổn định. Thì hôm nay mình sẽ đưa ra cho các bạn một cái giải pháp để chúng ta có thể tận dụng được lại những cái bộ nguồn USB như thế này, những cái bộ lưu điện USB này. Đó là chúng ta sẽ sử dụng một cái mạch. Đó chính là mạch cầu H. Đây các bạn này. Mạch cầu H. Vậy cái mạch này nó có tác dụng như thế nào? Thì cái mạch này là nó sẽ nhận cái điện áp DC từ 310 tới 420V vào và sau đó nó sẽ chuyển đổi thành điện áp AC 220V sóng sin, sin chuẩn như điện lưới nha các bạn. Có nghĩa là khi cái sóng sin là sin của điện lưới đó, nó ra như sin điện lưới thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng với tất cả các thiết bị như các bạn đang sử dụng với điện lưới vậy. Chỉ cần các bạn bảo đảm công suất đu của nó đúng đúng với cái bo mạch đã thiết kế là được. Còn sử dụng cái bo này hay sử dụng điện lưới nó đều với nhau, y chang nhau, tại vì nó là sóng sin. Sóng sin thì nó sử dụng rất tốt cho các thiết bị, nó không làm hư thiết bị nha các bạn. Vậy thì cái mạch này bây giờ sử dụng như thế nào? Thì bây giờ mình sẽ mô tả sơ về cái cách làm việc của nó để cho các bạn hiểu sơ nha. Rồi sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn đấu dây và sẽ test thử luôn cho các bạn nghe coi. Thì quay lại với cái nguồn một cái bộ USB. Thì đối với tất cả các loại USB trên thị trường hiện nay thì nó đều sẽ có cổng ra nha các bạn. Cổng ra là 220V AC. AC nhưng mà AC sóng vuông nha các bạn. Thì những cái mà USB mà sóng sin thì mình không nói nha, những cái đó thì mình bỏ qua. Những cái đó thiết bị đắt tiền nó sẽ có sóng sin, chúng ta bỏ qua đó, chúng ta sử dụng như chỉ nói đến những cái thiết bị mà nó ra sóng vuông. Ví dụ như cái USB này. Thì với cái USB này, chúng ta có thể cắm quạt trực tiếp đây, chúng ta chạy vẫn được nhưng mà nó sẽ ù các bạn, nó ù lắm. Cho nên á thì chúng ta sẽ dùng cái này. Mà cái USB nào thì cũng sẽ ra có nguồn ra như thế này thôi. Thì việc đầu tiên là chúng ta sẽ câu dây nguồn ra của chúng ta sẽ lấy dây nguồn ra của USB chúng ta gắn vào cái mạch này. Rồi, chúng ta gắn điện ra đây. Nhưng mà các bạn biết sao không? Cái nguồn này cái tín hiệu điện ra của USB thì nó là điện AC, tức điện xoay chiều đó các bạn. Điện xoay chiều. Nhưng mà cái mạch này nè, cái mạch này thì chỉ nhận được điện DC tức là điện một chiều nha các bạn. Đó, điện một chiều nè. Đó. Thì các bạn không thể đưa trực tiếp từ địa từ 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 đây qua đây được mà các bạn phải qua một một thứ nữa. À, phải đó chính là cái con diode nắn. Diode nắn các bạn. À, các bạn giờ dùng cho mình con diode cầu, diode cầu nè. Con diode này mục đích là dùng để nắn cái điện AC từ cái USB này thành điện một chiều để cấp cho cái bo này nha các bạn. Thì với cái cách này á thì chúng ta có thể dùng cái này cắm cắm vào bất kỳ cái cục USB nào cũng được. Rất là tiện lợi nha các bạn. Các bạn muốn xài cục nào chỉ việc cắm vào cái cục đó thôi là có thể ra được điện AC xoay chiều ngon lành rồi. Thì các bạn hãy mua cho mình một cái con diode cầu như thế này. Các bạn có thể dùng con khác cũng được. Chịu dòng khoảng cỡ 5A là được. Trong lớn hay nhỏ là phụ thuộc vào cái này của bạn là bạn muốn xài nhiều nguồn nhiều á, tức là bạn xài tải lớn, tải nặng á thì bạn lấy này to ra. Hiện tại con của mình đây nhìn là, thì nó là 6A sao. Cái mã này nhìn 6A. Thì nếu mà các bạn mua được con diode cầu nó dạng như thế này á thì các bạn hàn giao cho mình như thế này. Thì hai chân giữa nó ghi là ký hiệu là AC là các bạn, thấy không? Ký hiệu AC thì các bạn hà cho mình vào cái phích cắm như này. Đó, phích cắm như mình hàng đây nè. Phích cắm nha.
Đó, rồi hai chân hai bên thì nó sẽ là chân điện áp ra một chiều DC, thì các bạn sẽ nhìn thấy nó có ghi cộng trừ, dấu cộng với trừ, thì cộng tức là dương đó, còn trừ là âm đó, thì các bạn hàn đều ra như vậy. Và cái cực cộng nè, một lát nữa các bạn sẽ hàn vào cái cực cộng trên trên cái bo bo cầu H này. Đây đây, ví dụ đây là chân cộng nha, cái dây này cộng nè, dây này cộng, thì chúng ta sẽ hàn vào cái vị trí cộng nè, cộng trên cái bo mạch này, và trừ cộng trừ thì chúng ta hàn trên bo này. Đây hàn như thế này, đây cộng trừ chúng ta hàn như thế này đó. Đó, các bạn có thể các bạn sẽ thắc mắc là tại sao ở đây là nguồn vào là 310V đến 420V mà trong khi điện điện AC ra cái cục USB của các bạn chỉ có 220V. Thì các bạn đừng lo, là tại vì cái điện AC là 220V, nhưng mà khi các bạn nắn nắn qua cầu diode và lọc bằng tụ thì điện áp nó sẽ bằng 220V nhân cho căn 2, thì nó ra cái điện áp là khoảng trong cái khoảng này các bạn. Đó, khoảng 310V đó. Thì cứ lấy điện áp AC ra nhân cho căn 2 sẽ ra cái điện áp DC sau khi nắn lọc, nó ra như đây. Đó. Rồi đây là xong cái bước này nha các bạn. Rồi cái bước thứ hai đó chính là mình nói sơ qua rồi lát nữa mình sẽ hàn cho bạn coi nha. Rồi cái bước thứ hai đó là cái nguồn 12V. Cái nguồn 12V mình lấy từ đâu? Cái nguồn 12V này á thì mình sẽ lấy một cái cục adapter nha các bạn. Adapter đây. Cái nguồn 12V này chính là cái nguồn để nuôi cho các cái bo mạch nó chạy nha các bạn. Tại vì không có nó thì cái bo mạch không chạy được, nuôi cho vi xử lý đó. Thì cái nguồn 12V này chúng ta lấy một cục adapter 12V. Đây ở đây mình lấy cái cục adapter này, cục nào cũng được các bạn, cứ 12V là được. Nó chỉ cần dòng nhỏ thôi, không dòng lớn đâu, vài trăm miliampe cũng được. Tức là cái cục này nè, các bạn chỉ cần lấy cục vài trăm miliampe thôi, 12V là được. Tại mục đích nó chỉ để nuôi cho cái bo vi xử lý thôi. Ở đây là cái cục của mình là 12V 1A. Đây, 12V 1A. Thì các bạn hàn nó vào đây luôn. Một lát nữa mình sẽ kiếm sợi dây mình hàn nó vào đây luôn, hoặc là làm sao đó tùy bạn, miễn sao bạn đấu vào đây thôi. Và các bạn chú ý là có cộng trừ nha các bạn. Dương và âm đàng hoàng nha các bạn. Các bạn đo trên đây là dây nào dây cộng dây nào trừ thì bạn hàn đúng nó nha. Hàn sai là nó hư cái bo mạch này nha các bạn, hư cái bo xử lý nè. Các bạn hàn đúng. Và cái này cũng vậy. Cái này các bạn cũng phải hàn đúng nha. Cái này mà các bạn hàn sai là nó nổ con tụ này đó nha các bạn. Cũng phải hàn đúng cộng trừ nha, vì điện áp nó cao mà. Đó, nói chung khi làm việc với điện một chiều thì tất cả các bạn phải hàn đúng hết, cho dù nó điện áp thấp điện cao các bạn đều phải hàn đúng hết. Rồi còn hai chân này là hai chân fan, tức là hai chân quạt, thì khi các bạn chế nó vào một cái nào đó thì các bạn gắn quạt cho nó. Khi nó nóng thì nó quạt nó tự quay nha các bạn, nóng cái này nóng lên thì quạt nó sẽ quay, còn bình thường nó mát thì quạt nó không quay. Rồi cái chân còn lại là chân 112 120V AC out, tức là dây lấy điện áp ra của mình đó bạn. Khi các bạn đấu đây xong rồi thì các bạn sẽ hàn đây vào cái ổ cắm của bạn để các bạn lấy điện ra các bạn sử dụng nè. Đây là điện áp ra tới đây là, tức là điện áp đã là điện áp sin sin rồi nha bạn, hình sin rồi, hình sin tức là nó như điện lưới của mình rồi, tức là nó chuẩn như điện lưới đó. Các bạn có thể xài tất cả các thiết bị đều được nha, êm như điện lưới luôn. Rồi bây giờ mình sẽ hàn trực tiếp cho các bạn xem nha, bỏ này qua bên một bên tí đã. Rồi ha, cái việc đầu tiên là mình sẽ hàn cái con diode này vào cái ngõ vào của cái bo cầu H này nha bạn. Đó, thì như như nãy mình nói là các bạn phải chú ý nhìn đúng cộng trừ nha. Đây là cộng nè, mình phải hàn đúng bo cộng nè, mình hàn cực trừ trước đi. Đây là trừ nè, màu đen là trừ nè, đó mình hàn vào trừ. Rồi đây là cộng, mình hàn vào cộng. Rồi tức là xong cái điện áp đầu vào. Rồi tới cái nguồn 12, đây các bạn nhìn đi. Đó, xong rồi tới cái nguồn 12V thì mình sẽ dùng cái cục biến áp này. Dùng cái cục adapter này 12V này. Nhưng mà do mình không muốn cắt cái dây này cho nên mình sẽ lấy một cái đầu nối. Ở đây, mình sẽ dùng một cái đầu nối như này các bạn. Đó, đầu nối đây. Mình sẽ lát mình sẽ cắm vào đây nè. Cắm vào đây. Cắm vào đây. Rồi hàn vào đây. Hàn vào đây. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ hàn vào trước nha. Các bạn chú ý cộng trừ nha, như nãy mình nói đó, các bạn chú ý cộng trừ, cộng là bên đây nè. Đó, các bạn là mở lập xuống các bạn hàn. Hàn trên hàn dưới tùy các bạn nha. Dây màu đỏ là cộng nè. Mình sẽ hàn màu đỏ trước. Đó. Rồi. Rồi đã xong phần cấp nguồn 12V nha các bạn.
Đó mình hàn nè. Vậy hàn nhớ cẩn thận nha bạn, đừng để nó chạm chập gì nha bạn. Chạm chập nó hư luôn, tại vì đây là bo vi điều khiển nó dễ hư lắm. Rồi xong cái quạt thì mình thôi mình gắn sau nha bạn, mình không gắn nha, mình đây thì mình chỉ gắn cho các bạn xem thôi, cho nên mình sẽ không gắn quạt. Thì mình thử nhanh mà, khi bạn xài lâu các bạn mới cần gắn quạt thôi. Đó, khi mình hàn xong sẽ ra được cái sợi dây cắm như này, mình sẽ cắm cái cục adapter 12V này vào đây. Để lát nữa mình sẽ cấp nguồn cho nó. Rồi, cắm đây nha các bạn. Đây là xong cái phần cấp nguồn cho cái bo này là. Rồi, cái quạt thì là mình không gắn. Các bạn thích gắn thì gắn, mình không gắn. Rồi, cái phần để áp ra thì mình sẽ đấu như thế này. Để áp ra đây mình sẽ hà mình sẽ nối một cái ổ cắm như thế này, có dây đây. Đó. Mình sẽ hà nó vào đây. Cái này hà bên nào được các bạn, tại vì nó là điện AC cho nó không không phân cực. Đó, các bạn muốn hà phía nào cũng được, không quan trọng. Chỉ điện một chiều các bạn mới quan trọng thôi, còn điện xoay chiều thì phải hà kiểu nào cũng được. Đó. Rồi. Như vậy là chúng ta đã hàn xong. Để mình kiếm cái chân mình gắn đây cho nó gọn cái này. Đây, mình có bốn cái chân này mình. Cái này mình thích gắn thôi chứ bạn bác khỏi gắn được không quan trọng đâu nha, nhưng mà phải cách điện phần dưới đó nè, có nó chạm phần dưới nè. Ở đây là mình gắn vào cái chân như đế này nè. Để mà mình đặt xuống bàn nó không bị chạm chập gì đó. Lỡ con ốc gì dưới chạm chập đó, để vậy thôi, nói chung không quan trọng lắm. Đó, đây là điện áp ra nè. Điện áp ra nè, để cho các bạn dễ nhìn thấy nè. Đây, để gọi các bạn thể thấy. Đây là cái dây điện áp ra, lấy điện áp ra 220V hình sin nhé bạn, sóng sin nha. Rồi đây là cái cục adapter 12V để nguồn nuôi cho cái mạch vi xử lý. Còn đây là cái nguồn chính của mình nè. Nguồn chính này phải qua con diode cho các bạn, nhớ các bạn lưu ý là phải qua con diode cầu để nắn điện thành điện một chiều mới đưa ra đây các bạn. Chứ bạn không thể đưa trực tiếp từ cái nguồn của cái USB này vào được các bạn. Bạn đưa vào là toang luôn á. Đó, phải bắt buộc phải đưa qua con diode cầu này, không có bỏ được đâu nha. Rồi. Bây giờ mình sẽ bật cái USB lên. Từ đạp dẹp này qua bên. Mình sẽ bật cái USB lên. Đây USB này có hai ổ cắm nha các bạn. Này nó bị lỏng cho mình lấy băng keo mình cuốn lại đó. Lỏng lấy băng keo cuốn lại thôi. Thì bây giờ mình sẽ bật nguồn cái USB nè. Đây nguồn đây nè. Đó bạn thấy chưa, đang chạy nè. Đèn đỏ tức là đang đang chạy USB nè. Đó. Rồi mình sẽ đo điện cho bạn coi nha. Đây mình sẽ đo điện, chúng ta để thăm đo AC nha các bạn, vì nó là điện AC mà. Rồi nè, nó khoảng 200V nha các bạn. Đó thì có nghĩa là cái USB này cái tải càng nặng thì sẽ càng nâng điện áp cao lên cho các bạn, nó bù lại. Nói chung là 200 hay 220V không quan trọng các bạn, chả xài được hết, xài được tất không sao hết. Đó, hai lỗ đều 220V nha các bạn. Rồi. Rồi cái việc tiếp theo là mình sẽ cấp nguồn cho cái bo này. Đây, mình sẽ cấp nguồn nuôi cho nó trước bạn. Mình sẽ cấp cái nguồn nuôi cho cục adapter trước nha, mình cắm ở đây luôn nha bạn, mà không cần phải cắm đâu xa xôi chứ nó mệt hết á. Tức là dây dây nguồn vào của cái mạch này nè, với cái dây cấp nguồn cho qua adapter này, các bạn cắm luôn vào cái USB này luôn. Không sao, các bạn cắm luôn vào nha. Đây mình cắm ở đây nè. Đó. Rồi. Các bạn sẽ nhìn thấy nó trên trên bo này có đèn nè. Tức là đã hàn đúng rồi nè. Nó bị lỏng các bạn. Các bạn chờ một xíu nó bị lỏng. Bị hơi lỏng cái này. Cái lỗ này bị lỏng quá mình mới cuốn băng keo lại đó chứ. Để mình cặp phía dưới coi. Vẫn lỏng. Rồi ok tạm vậy đi. Đó. Các bạn thấy chớp 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 là đã vô điện rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ cấp nguồn cho nó cái nguồn chính đó bạn. Cấp nguồn cho nó nè. Ở đây nó có cái đèn báo nha các bạn. Ổ cắm này có đèn báo nè. Khi có nguồn thì cái này sẽ lên nè. Nó lại bị lỏng điện nữa rồi. Hơi vướng. Thôi để mình cắm này trước đi. Đó. Mình cấp nguồn cho nó thì bạn đã thấy đây nè, đã có điện áp ra đèn màu đỏ nè. Đó. Rồi.
Tức là bây giờ cái này vẫn là ra sóng vuông, nhưng mà khi qua cái này sẽ ra đây là sẽ là thành sóng sóng sin. Đó, sóng sin. Thì cái dân 12V thì như nói các bạn là cấp nó qua cục adapter này cắm thẳng vào USB luôn. Cái này cũng vậy, qua con diode cầu là rồi cắm thẳng vào cái USB luôn, nó rất là tiện các bạn. Khi bạn làm thì bạn thu gọn dây lại, thu gọn dây lại rồi các bạn bỏ vào trong cái hộp vào đó. À, bỏ trong hộp rồi để các bạn làm cho nó dễ. Còn đây là mình sẽ đo điện áp ra cho các bạn coi nha. Mình cũng phải để AC các bạn. Cho dù sóng vuông hay sóng sin thì mình phải để AC đó, mình sẽ đo điện áp cho các bạn xem nè. Đó, 220V các bạn. Thì cái điện áp ngưỡng vào nè, từ 310 tới 420V thì cái điện áp ra nó sẽ ổn áp ở vị trí 220V các bạn. Đó, nó sẽ ổn áp ở 220V luôn. Còn đây nó có, các bạn nhìn nó có cái ngát này. Cái đó là cái chỉnh điều chỉnh cái điện áp ra các ông xài điện 310 bạn chỉnh cái ngang này cho 310, muốn 220 thì bạn chỉnh cái biến trở này, chứ mình xin lỗi mình nhầm cái biến trở này, chỉnh sao cho ra 220 là mình xài thôi, mình muốn xài bao nhiêu thì mình chỉnh bấy nhiêu thôi, cái biến trở này nha các bạn. Đó chỉ thế thôi. Thì cái điện áp đầu vào có thể dao động từ 310 tới 420V thì điện áp đầu ra nó vẫn ổn áp ở vị trí 220V. Đó bây giờ mình đo cho bạn xem nè. Đó, 220V nhé các bạn. 222V. Muốn bao nhiêu thì mình chỉnh cái biến trợ kia thôi. Đó, rồi đây là cái điện áp. Đây là điện áp ra hình sin nhé các bạn. Khi qua cái này thì điện áp ra đây sẽ là đã là điện áp sóng sin rồi. Sạch đẹp luôn rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cắm một cái quạt cho bạn thử nha. Mình sẽ cắm quạt đây. Mình sẽ lấy các bạn chờ lúc lấy một cái quạt mình sẽ cắm cho các bạn xem. Rồi mình cắm quạt nha các bạn. Rồi bật quạt nè. Đó, quạt đang quay đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái điện thoại ra để mình cho các bạn xem cái quạt nó đang quay nha. Đây. Các bạn nhìn nha, mình đang cắm điện USB nè. Đó. Đây là điện áp ra, 220V xoay chiều sóng sin, mình sẽ cắm vào cái quạt này nè. Bạn nhìn cái quạt mình cắm cái này đó, cắm vào đây đó, quạt đang quay cho bạn, mình đang để số mạnh nhất luôn đó. Đó, cái quạt này thì vài chục watt thôi chứ nó không đáng kể, không có sợ gì nữa đó, bật số mạnh nhất này. Rồi mình tắt này, mình tắt bật lại cho các bạn xem nè. Đó, rất là êm nhé các bạn, tại vì nó như điện lưới thì nó chạy quạt rất là êm, chạy thoải mái không lo quạt hư nhé các bạn cứ xài thoải mái thôi. Đó thì ở cái mạch này á, công suất của cái mạch này là 1000W đỉnh, tức là công suất cái tối đa đó, thì công suất mà các bạn xài liên tục thì có thể sẽ xài 600W các bạn, 600W các bạn cứ xài 600W là ok. Còn công suất 1000W thì các bạn xài trong thời gian ngắn thôi, các bạn có thể dùng mua một cái mạch công suất lớn hơn để phục vụ cái mục đích của các bạn là xài tải lớn gì đó. USB nó vẫn đang chạy nha các bạn, nó vẫn đang kêu tít tít này. Đó. Đó thì với cái cách này cái à mình nói luôn cái giá cái mạch mình mua, là 350 nha các bạn, 350.000 nha. 350.000 của cái bác điện tử Tây Đô á, Cần Thơ sao đó. Thì theo mình nghĩ thì với cái cách này nè, các bạn có thể tận dụng được cái những cái bộ nguồn USB này, tại vì cái USB nó chạy rất là bền, hiệu suất cao mà chạy rất là bền nha các bạn. Chứ còn các bạn làm những cái bộ kích á, thì đôi khi nó sẽ hiệu suất nó bị suy giảm đi. Còn USB thì người ta đã thiết kế rất là kỹ rồi, cái dòng chạy không tải nó rất là nhẹ, nó không có gây hao hao bền bao nhiêu đó. Cho nên cách tốt nhất là mình sẽ sử dụng cái bo cầu H như này để mình chuyển từ sóng vuông thành sóng sin là ngon nhất, mình thấy là hiệu quả nhất luôn các bạn. Với lại các bạn khi bạn làm đầy đủ, các bạn chế nó trong một cái hộp á, chế một hộp các bạn câu cái cục này bên trong đó luôn. Các bạn có thể tháo luôn cái mạch 12V trong đây, các bạn câu vào trong cái hộp cho nó gọn luôn. Câu cho nó gọn xong rồi là các bạn chỉ đưa ra có một đầu dây này thôi. Chỉ đưa ra một đầu dây này thôi nè. Chỉ đưa ra một đầu dây này, khi nào các bạn muốn chuyển từ sóng vuông sóng sin thì các bạn chỉ cần cắm dây này vào cái cục USB và đây lấy được ổ ra là thành sóng sin thôi. Nó quá đơn giản mà nó lại khỏe nữa. Tiện lợi nữa.
À, các bạn thấy cách này có hay không? Chứ mình thấy là rất là tuyệt vời. Cái phương án này rất là hay. Cái bo rất là nhỏ gọn các bạn, nó chỉ tầm ngang khoảng 10 thôi, 10 cm nhân 10 cm thôi, khoảng đó thôi, nó nhỏ. Chạy rất là mát. Không hề nóng gì hết á. Nhưng mà các bạn lưu ý là khi các bạn chạy full tải á, thì các bạn nên gắn quạt cho nó nha. Đó. Rồi, mình xin kết thúc video đây. Các bạn nếu thấy kênh hay thì hãy nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Hẹn các bạn ở video sau. Mình sẽ làm một clip khác. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Tạm biệt các bạn.